Trong video này tôi sẽ giới thiệu về một số hàm số khá là thông dụng trong R, đó là các hàm như là apply, l apply, s apply và t apply. Đây là các hàm số mà sử dụng cấu trúc của R để thay thế cho các vòng for và sẽ cho giá trị nhanh hơn. Thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng các vòng for để thay thế cho các hàm này. Khi sử dụng các hàm này thì sẽ cho giá trị nhanh hơn và kết quả gọn hơn. Đầu tiên đó là hàm apply. Thì hàm apply là sử dụng cho các ma trận hoặc là các array mà array tức là các ma trận mà có 3 hoặc 4 chiều. Tuy nhiên chúng ta hầu hết chỉ sử dụng các ma trận có 2 chiều. Tôi tạo ra một ma trận là mat. Sử dụng hàm matrix. Đầu tiên là một vector. Và ma trận này sẽ có 3 dòng và 2 cột. Nhấn nút run. Sẽ thấy là mat ở đây. Là một ma trận như thế này. Sẽ có 3 dòng và 2 cột. Ta sử dụng lệnh apply với ma trận mat và tham số đầu tiên đó là ma trận, tham số thứ hai đó là chiều của ma trận chẳng hạn. Nếu chúng ta nhấn 1 sẽ là tính theo dòng, tính theo dòng. Và chẳng hạn tôi muốn tính hàm đó là hàm sum và biến thứ ba đây là một hàm run sẽ là 5, 7 và 9. Tức là với mỗi một dòng thì sẽ thực hiện tính tổng. Sẽ có là 1 cộng 4 là bằng 5, 2 cộng 5 bằng 7 và 3 cộng 6 là bằng 9. Còn nếu như tôi apply theo cột và hàm sum ở đây chẳng hạn. Tôi chỉ phải thay thế đây là bằng 2. Đây là 6 và 5, 6 và 15, tức là tính tổng theo cột 1 và theo cột 2. 1 cộng 2 cộng 3 bằng 6, 4 cộng 5 cộng 6 bằng 15. Ta có thể sử dụng các hàm khác, đó là hàm sum như thế này, hoặc là để các hàm như là min, tính trung bình nhỉ? 2 và 5. Thậm chí là có thể sử dụng các hàm mà chúng ta tự tạo ra, ví dụ như là hàm countNA mà tôi vừa tạo ra nó không mà không, bởi vì hai cột này đều không có gì là NA cả. Nếu tôi thay đổi giá trị của dòng 2 và cột 1 bằng giá trị của NA chẳng hạn, apply thế này sẽ có giá trị là cao hơn 1 ở đây. Đây là một giá trị NA ở trong cột đầu tiên. Tiếp theo đó là hai lệnh L apply và S apply. Thì L apply viết tắt của list apply, tức là sẽ giống như hàm apply khi sử dụng cho các biến số là một list. Vậy đầu tiên tôi phải tạo ra một list chẳng hạn, gọi là list 1. Sử dụng hàm list ở đây. Sử dụng giá trị đầu tiên là 1, 2, 3, 3, 5. Tiếp theo là 2, 5, 6. Đây tôi đã tạo ra một list gồm có 4 phần tử. Phần tử thứ nhất là một vector. Phần tử thứ hai là giá trị bằng 3, phần tử thứ ba là giá trị bằng 5, phần tử thứ tư là một vector. Tôi có thể sử dụng lệnh lapply cho cái list 1 này và sử dụng và tham số thứ hai đó là một hàm. Tôi hoàn toàn có thể sử dụng hàm sum giống như trước. Và ta thấy là chú ý là lapply sẽ tạo ra giá trị là cũng là một list.
Như vậy đầu ra của một của AI cũng là sẽ là một list, và mỗi một list này thì sẽ có một giá trị tương, đó là giá trị của tổng của cấp từng phần tử của list. Nên đây là tổng và một khoảng 3 bằng 6, 3 5, và đây là 13 bằng 2 cộng 5 cộng 6 ở trên này. Ví dụ khác ta có thể sử dụng hàm, đó là hàm len chẳng hạn, để tính độ độ dài của từng phần tử. Tại thế đây là phần thứ nhất có 3 phần tử, phần tử thứ ba hai chỉ có một, phần tử thứ ba chỉ có một, và phần thứ tư cũng có 3 phần tử. Nó là ứng với vector này có 3 phần tử. Làm khác đó là hàm sApply, thì sApply viết tắt của từ cũng giống như lApply, nhưng apps là simplify, tức là sẽ cho ra giá trị đơn giản hơn so với lApply. Chẳng nếu tôi sử dụng sApply cho list 1 và len hoàn toàn tương tự, thì kết quả ra sẽ không phải là một list mà là một vector. Như vậy kết quả đã được giãn ước. Như vậy sApply, nếu như cái output của lApply là một của từng phần tử chỉ có một giá trị, thì sApply sẽ trả về là một vector. Ngoài ra chúng ta cũng có thể sử dụng sApply và lApply cho các data frame. Thì data frame là chỉ là một list của các cột. Vậy ta có thể sử dụng cho apply của who, và ta có thể tính trung bình của từng cột. Vậy ta sẽ thấy là có các giá trị như thế này. Và tuy nhiên là có một số cột mà có giá trị NA, thì giá trị của là min sẽ trả về giá trị là NA. Ta sẽ có các warning message ở đây. Còn các cột khác thì đều sẽ có các giá trị là bằng số như thế này. Đây là trung bình của biến population là 36.359. Và hai biến factor thì cũng không có giá trị của min. Chú ý là bởi vì đây là apply sẽ tạo ra một list. Ngược lại, nếu như chúng ta chỉ muốn chuyển về là một vector, thì ta có thể dùng sApply cho cả data frame này. Vậy ở đây ta đã có một cái bảng như thế này. Với từng cột và sẽ có giá trị trung bình của từng cột đó. Hàm cuối cùng đó là hàm tapply. Hàm này thì sẽ sử dụng các cũng sử dụng các hàm số như min và len này chẳng hạn. Tuy nhiên sẽ sử dụng cho từng subset và sẽ chia theo từng biến factor nào đó. Tôi có một ví dụ như sau. Chẳng hạn tôi muốn tính trung bình của frame who ở đây. Tôi muốn tính dân số trung bình, dân số trung bình mà chia mà theo từng vùng khác nhau chẳng hạn. Tôi sẽ dựng lệnh lapply và tapply. Tapply viết tắt của table apply, nó sẽ tạo ra một bảng table apply chẳng hạn. Đầu tiên đó là biến population. Với tapply apply này ta sẽ sử dụng một vector ở đây và sẽ chia theo từng region, và ta sẽ chọn lấy trung bình dân số của từng region chẳng hạn. Ta sẽ có một cái bảng như thế này, và tapply sẽ cũng tạo ra một bảng, đó là figure. Ta sẽ có bởi vì factor region có 6 giá trị, Africa, America, East, vân vân, thì
thì với mỗi giá trị này sẽ có giá trị trung bình của biến population. Chẳng hạn đối với Africa thì có trung bình của dân số là 19.406, châu Mỹ là 27.364 chẳng hạn. Vậy ta có thể hoàn toàn min có thể là sum chẳng hạn. Giá trị như thế này.